Xin chào tất cả các bác nha. Lần đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút giây thư giãn và đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Và như tiêu đề thì hôm nay em sẽ tiến hành xịt thuốc diệt sáp bằng cái dung dịch từ dầu ăn và nước rửa chén này nha các bác. Đây, hai cái dung dịch dầu ăn và nước rửa chén này thì rất là quen thuộc đối với chúng ta đúng không các bác? Thường là chúng ta trong gia đình thì chắc chắn là phải sử dụng cái này rồi. Đây là cách diệt diệp sáp mà em đã học hỏi được ở trên mạng nhé bác. Đây, thấy mấy bác pha cái dung dịch này vào đi xịt diệp sáp cũng như là một số loại côn trùng nhỏ giống như là nhện đỏ hay là sâu cuốn nhỏ thì cũng thấy khá là hiệu quả đấy bác. Hôm nay em sẽ tiến hành sử dụng thử xem cái hiệu quả của nó có ok không các bác. Về cái công dụng theo anh em tham khảo thì nó sẽ có cái tác dụng ngoại hấp nha các bác. Thường thì đây là cái thuốc diệt diệp sáp, thuốc hóa học này các bác, thuốc hóa học nhưng mà cộng sinh học nữa. Thì cái thuốc này thì có cái tác dụng là nội hấp, tức là sau khi chúng ta phun thì cái con diệp sáp nó sẽ hấp thụ vào trong cơ thể nó ấy, cho nên nó sẽ chết. Còn đối với cái thuốc mà chúng ta, cái dung dịch mà chúng ta sẽ pha chế thì em sẽ pha chế này thì có tác dụng như kiểu là ngoại hấp các bác, tức là ngăn không cho con diệp sáp nó hấp thụ được các bác. Nó giống như kiểu cái tạo thành một cái lớp màng bao bọc bên ngoài không cho cái con diệp sáp này nó hấp thụ được khí oxy nữa, cho nên nó sẽ chết. Đấy, cái này biện pháp này thì biện pháp gọi là quá là sinh học, rất là an toàn đấy các bác. Bởi vì mấy cái này thì chúng ta cũng sử dụng trong gia đình không mà, như dầu ăn này thì thôi chứ nó dùng để ăn mà. Còn nước rửa chén này thì cũng rửa sạch sẽ thân tay, nó cũng cho chất tẩy nhưng mà nó cũng sẽ an toàn cho con người thôi các bác. Về cái dung dịch này thì bác nào rất là hiệu quả cho bác nào mà trồng cây ăn quả này, lại những cây rau màu các bác, những cây ăn quả, cây rau màu mà sau khi phun thì chúng ta có thể sử dụng được ngay ấy. Chứ còn cái thuốc hóa học này thì sau khi phun thì chúng ta phải nghỉ khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta mới sử dụng được các bác. Bởi vì nó nội hấp mà, nó có thể thẩm thấu vào trong lá cây rồi các bác. Còn cái thuốc này thì nó rất là an toàn với con người luôn các bác. Ok, bây giờ thì em sẽ tiến hành pha cái dung dịch này. Về cái công thức để pha cái dung dịch này thì theo nhân tham khảo thì sẽ pha, nếu như bác nào mà xài bình nhỏ ấy, xài bình cầm tay bình 2 lít các bác, thì chúng ta sẽ tiến hành pha khoảng 10 ml dung dịch dầu ăn này nha các bác. Pha cho bình 2 lít ấy, 10 dung dịch 10 ml dầu ăn và 2 ml dung dịch nước rửa chén này cho bình 2 lít nha các bác. Còn hôm nay thì em sẽ pha cho cái bình 16 lít này. Cái bình là bình 16 lít nhưng mà em sẽ pha 10 lít thôi các bác. Pha 10 lít xài thử đã. Vậy là em cũng đang chưa có nhiều để sáp đấy nha các bác, cho nên em sẽ phun 10 lít trước. Hôm nay thì em sẽ pha cho 10 lít nước. 10 lít thì chúng ta sẽ sử dụng 50 ml dầu ăn này các bác. Đây, chúng ta cứ chuẩn bị cây pha có cái số này các bác. Đổ đến đâu là chúng ta biết đến đó. Đây là cũng công thức của các bác ở trên mạng bày thôi các bác. Hôm nay em sẽ xài thử xem nó có hiệu quả. Cái này thì thường sẽ dùng cho bác nào trồng cây rau màu thôi, rau màu với cây trái cây các bác. Còn mà chúng ta sử dụng để thu phun xong thì chúng ta có thể thu hoạch được liền đấy các bác. Còn đối với những cây hồ tiêu hay cà phê thì thường là cái thời gian phun đến lúc thu hoạch thì rất là lâu, cho nên thường thì chúng ta sẽ dùng thuốc hóa học các bác. Còn bác nào thấy hiệu quả cao thì vừa sử dụng cái thuốc này với cái thuốc hóa học luôn đấy các bác, phối trộn vào với nhau cũng được mà. Đây, và cái này là chúng ta sẽ pha vào 10 ml các bác, 10 ml nước rửa chén. Cái hỗn hợp này thì chúng ta phải pha trộn vào với nhau rồi mới cho vào nước nha các bác. Tức là chúng ta phải trộn chung với nhau thì chúng ta bắt đầu mới cho vào nước. Bởi vì khi mà chúng ta cho riêng ra các bác, cái nước rửa chén này mà chúng ta cho riêng vào trong nước rồi chúng ta khuấy đều lên thì chắc chắn là bọt rất là nhiều các bác. Nước rửa chén mà rất là nhiều bọt luôn, khi mà chúng ta cho vào nước nó khuấy lên thì bọt nhiều. Còn cái dầu ăn này mà chúng ta cho vào nước ấy, thì nó sẽ nổi lên các bác. Cho nên theo như hướng dẫn thì chúng ta sẽ cho hai cái dung dịch này vào trong một cái
cái lọ này chúng ta sẽ khuấy đều lên đã, rồi chúng ta mới cho vào nước. Như thế thì dầu ăn nó sẽ không nổi lên nước và cái dung dịch rửa chén thì nó cũng sẽ không tạo bọt đâu nhé các. Ok, bây giờ thì em sẽ khuấy đều nó lên. Cứ phải khuấy đều lên nhé các bác, trộn đều lên thì nó mới không cho nó kết hợp vào với nhau các bác. Đấy, các bác thấy không? Chuyển màu đấy. Một màu trắng. Cái này thì thuốc hóa học thì thường có mùi hôi các bác, còn thuốc này thì không có mùi đâu. Bởi vì nó không có hấp thụ vào ngoại hấp mà các bác. Tạo thành một cái lớp vỏ cứng bên ngoài. Giống như kiểu chúng ta nhốt nó lại các bác. Ngăn không cho nó thở, bịt cái bịt ni lông xung quanh miệng của nó. Không cho tụi nó hấp thụ được khí oxy và tụi nó sẽ chết các bác. Cái thuốc này thì chúng ta sẽ phun vào cái thời tiết nó đang còn nóng nhé các bác. Tức là thường là khi nào mà bắt đầu có nắng lên thì chúng ta bắt đầu phun. Bởi vì nắng lên thì nó sẽ khô nhanh các bác. Khô nhanh thì nó mới tạo thành một lớp cứng được. Chứ còn mà chúng ta phun vào trời mát thì nó lâu khô ấy. Lâu khô thì nó sẽ khó chết lắm các. Thế nên cứ khi nào mặt trời lên khá là cao thì chúng ta bắt đầu phun cái thuốc này. Đấy, bác nào mà trồng cây ăn quả mà hiệp sáp hay là rau màu gì thì chúng ta phun cái này khá là hiệu quả, rất là an toàn các bác. Ok, sau khi khuấy đều thì nó như này các bác. Tạo một thành một lớp dung dịch. Nhìn nó thấy cũng khá là dính dính đấy. Này mà khô lên chắc dính lắm các bác. Khô lên thì nó cứng các bác. Ok, bây giờ thì em sẽ cho vào nước. Đây, em sẽ cho vào cái chậu này trước. Úi trời. Ghê không, ghê không. Bây giờ em sẽ khuấy đều lên nhé các bác. Cái dung dịch này thì để tiết kiệm thì các bác nào, nói chung là chúng ta sẽ mua những cái loại mà nó rẻ tiền một chút nhé các bác, cũng không phải loại xịn đâu. Cứ mua cái những cái loại mà nó rẻ tiền nhất các bác. Ok, cái này thì nó sẽ không tạo nhiều bọt lắm nữa các bác. Chứ mà chúng ta cho mình nước rửa chén vào chúng ta khuấy lên thì bọt nhiều lắm. Đây, còn dầu thì nó sẽ đóng thành hạt như thế này các bác. Đây, dầu thì nó sẽ đóng thành hạt chứ nó không nổi váo nữa đâu. Ok, như vậy là xong. Còn bác nào mà muốn đạt hiệu quả cao nhất ấy, nói chung là không muốn thử thiết thì muốn chắc ăn luôn ấy. Không muốn tiết kiệm ấy, nói chung là chơi chết ngay tại chỗ thì chúng ta sử dụng thêm thuốc hóa học này nữa nhé các bác. Pha thêm thuốc hóa học này nữa thì đảm bảo là cái này nó vừa kết dính này, còn cái này nó vừa độ hấp luôn thì chắc chắn là bao chết rồi. Nhưng mà chi phí chắc chắn nó sẽ không có rẻ được các bác. Nên là hôm nay em sẽ thử cái dung dịch tiết kiệm này xem nào. Cái lại an toàn, quan trọng là cái an toàn đấy các bác. An toàn khi mà chúng ta phun cho trái cây hay là rau màu thôi, chứ còn hóa học thì chắc chắn là sẽ độc hại thôi. Chỉ dành những cây công nghiệp, nói chung là xịt ở dưới gốc thôi, chứ còn trên quả, trên lá thì để tiêu thụ thì chắc chắn là chúng ta phải phun cái loại sinh học này thôi. Ok, bây giờ thì em sẽ đổ vào bình và tiến hành đi phun nha các bác, xem hiệu quả nó như thế nào. Đây nha các bác, nãy giờ em tìm mấy cái con rệp sáp mà không thấy các bác, nên em sẽ thử xịt vào mấy cái con rệp đen này xem thế nào các bác. Rệp đen với rệp sáp thì nó cũng tương tự như nhau các bác. Rồi, những cái cây cà phê này rất là nhiều cái con rệp đen các bác. Bây giờ thì em sẽ thử xịt cái dung dịch dầu rửa chén và nước rửa chén và dầu ăn xem nó có phát huy được tác dụng không các bác. Rồi, bây giờ thì em sẽ xịt dung dịch vừa mới pha chế lên đây các. Em sẽ xịt bằng máy nhé các. Rồi, xịt cái dung dịch dầu ăn này lên, nước rửa chén này lên.
Các bác nhớ là xịt vào những cái lúc trời nó đang nắng nha bác, để cho nó nhanh khô ấy. Ok, xịt một lượt như vậy thôi, cho nó ướt đều lên các bác. Cũng không phải xịt nhiều lắm đâu. Đấy, như vậy là xong. Để xem tụi nó có chết không. Nãy giờ em đi tìm rệp sáp mà không thấy, toàn là rệp đen hay không ạ? Cứ thử trước rệp đen trước đã. Ok, bây giờ thì các bác sẽ chờ kết quả nha. Đây là kết quả nha các bác. Đây, hôm nay thì nói chung là chiều hôm qua em xịt thì chiều hôm nay em cũng đang kiểm tra đấy các bác. Đây, đây là những con rệp mà hôm qua em đã xịt cái thuốc dung dịch mà cái dung dịch từ nước rửa chén và dầu ăn đấy các bác. Đây, bên này thì nó cũng đã bắt đầu khô được bác. Nó cũng đã bắt đầu khô và bắt đầu bung ra rồi này. Đây, nó bắt đầu khô và bung ra rồi bác. Đây là những cái con rệp hôm qua em đã dùng thuốc từ dầu ăn và nước rửa chén đấy các bác. Con rệp này đã bắt đầu khô và bung ra rồi, nhưng mà vẫn chưa chết hết được bác. Cái này thì nếu mà để chết hết thì các bác phải xịt 2 lần các bác. Phải xịt 2 lần thì mới chết được hết. Cái này nó mới khô, chưa khô hết này các bác. Mới chết, chưa hết được. À, cái này thì chắc chắn là các bác phải xịt lại 2 lần rồi. Chứ 1 lần thì chưa chết hết được các bác. À, như cái lá này thì khô nhiều này các bác. Cái chỗ này thì chết nhiều này. Để đảm bảo thì các bác nên xịt 2 lần nha các bác. Đây là kết quả của việc pha chế thuốc diệt rệp sáp, rệp đen. Đây là con rệp đen nha các bác. Từ dung dịch nước rửa chén và dầu ăn đấy các bác. Kết quả thì cũng khá là tạm ổn thôi, chứ không được ok lắm. Nói chung nó vẫn chưa chết hết được các bác. Cái này phải xịt 2 lần nó mới xịt khô. Một lần xong chúng ta lại tiếp tục xịt thêm một lần nữa. Như thế thì sẽ đảm bảo hơn. Ok, như vậy là video tiến hành thử nghiệm pha chế thuốc diệt rệp sáp từ dung dịch nước rửa chén và dầu ăn của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.